Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với thuận Khác bên đầu ngày hôm nay. Hiện bây giờ đã là khoảng gần 8 giờ rưỡi tối, tại Cali các bạn hôm nay đã là tối ngày thứ năm ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi và hôm nay đã cũng như ngày hôm qua chúng ta có rất nhiều tin tức thường sẽ chủ yếu chú tâm để mà chia sẻ tin tức với các bạn trong video này tại vì chúng ta sẽ đương nhiên nói về tình hình chung của thị trường chúng ta sẽ nói về tình hình của Bitcoin spot ETF dòng tiền như thế nào chúng ta cũng sẽ nói về tin tức lớn ngày hôm nay liên quan đến sàn CME các bạn đây là cái sàn lớn tại Hoa Kỳ dành cho những tổ chức đầu tư và bây giờ họ đang lên kế hoạch để hỗ trợ trading crypto các bạn chúng ta sẽ nói thêm về thông tin này một lát nữa chúng ta cũng có cái thông tin lớn liên quan đến quốc hội của các bạn. Hôm nay đã cuối cùng thì thượng viện cũng đã bỏ phiếu để mà thông qua cái dự luật xóa bỏ quy định SAS 121 của SCC. Chúng ta sẽ nói thêm về chi tiết một lát nữa nhưng mà tin tốt các bạn cuối cùng cũng đã được thông qua ở thượng viện rồi nhưng mà tổng thống có ký hay là không? Và nếu như mà tổng thống không ký thì cái này nó có thành luật hay là không chúng ta sẽ nói tới trong video này một lát nữa. Và nhiều thông tin ở bậc khác nhưng mà trước hết thì hôm nay mở đầu của một ngày rất là tốt các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là chỉ số chứng khoán của hoa hoa kỳ ra chỉ số đảo chôn đây là chỉ số rất là lớn cũng đã lập đỉnh mới ngày hôm nay lần đầu tiên đạt cái mức là hơn 40.000 điểm. Nhưng mà hôm nay đó thì tuy là như vậy kết thúc đó cũng đang ngồi là một chút các bạn chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số đỏ chút xíu. Nhưng mà các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đó cũng rất là xanh rồi sau khi mà chúng ta có cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI như là mong đợi thì hôm qua các bạn đã nhớ là hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đạt đỉnh mới. Hôm nay đó thì cả hai giảm Khoảng chỉ là 0.2% và chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Dow Jones thì tuy cũng đã đạt được cái mức là 40.000 điểm nhưng mà sau khi kết thúc đó thì giảm tổng cộng là 0.1% cũng không y đáng nói đâu các bạn chúng ta nhìn thấy được là thị trường nó vẫn giữ được cái sự tăng trưởng ngày hôm qua sau khi mà có cái thông tin tốt liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI pre market nghĩa là hợp đồng tương lai đó ngay bây giờ thì không thay đổi nhiều các bạn cả ba chỉ số đó không có di chuyển nhiều chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì hiện bây giờ ở mức cũng như vậy các bạn 79 đô 30 cent thì vẫn dưới 80 đô cho một thùng dầu cái mức mà chúng ta muốn thấy và còn về vàng thì sao các bạn hợp đồng vàng đó hôm nay cũng không thay đổi nhiều ở mức là 2, tám 380 đô Còn về Bitcoin đó thì hiện bây giờ ở mức là 65.609 đô thì cũng coi như cũng giống ngày hôm qua các bạn không khác nhiều lắm Hôm nay đó thì cũng đã có lúc giảm hơn chừng là 1% Nhưng mà các bạn thấy được là hôm qua cũng đã tăng khá nhiều rồi thì cũng tương tự như chứng khoán Giá của BTC ngày hôm nay cũng đã giữ được phần lớn sự tăng trưởng của ngày hôm qua rồi Và chúng ta trước khi mà nói đến crypto đó thì có một thông tin khác mà muốn chia sẻ với các bạn Nó không có liên quan trực tiếp đến crypto nhưng mà cũng có, có sự liên quan gián tiếp với các bạn để hình chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thì à, chúng ta cũng thường nghe Thuận chia sẻ những cái thông tin liên quan đến tình hình kinh tế ở Hoa Kỳ. Và Thuận hy vọng mang đến cho các bạn những cái góc nhìn để các bạn có thể hiểu rõ hơn toàn cảnh như thế nào và những gì mà Chủ tịch John Powell cũng như là Fed đang quan tâm đến các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là thêm một thông tin nữa liên quan đến tình hình kinh tế cũng như là chúng ta đã từng chia sẻ đến cái sự ảnh hưởng của lãi suất cao liên quan đến vay mượn ngân hàng để mua nhà hay là mua xe hay là thậm chí để đi học các bạn. Thì chúng ta lại có một cái thống kê khác nữa. Cái này là liên quan đến ở thẻ tín dụng. Cái thống kê được chia sẻ bởi FED ở New York các bạn. Đây là cái thông tin đến từ FED ở New York. Và họ đã thống kê từ những cái dữ liệu cho thấy được là đối với lại Gen Z đó có nghĩa là thế hệ Z. Thế hệ Z là những bạn rất là trẻ các bạn. Từ cái tuổi là từ 12 tới 27 mà thôi. Thì trong cái độ tuổi này đó thì cái thống kê cho thấy được là một trong bảy người từ 12 đến 27 tuổi thì phần lớn các bạn thấy được là nếu như mà ở Hoa Kỳ đó có thể tín dụng thì thường là từ 18 đến 27 thì một trong bảy người đó đã max out có nghĩa là đã sử dụng cái số tiền trên thẻ tín dụng nó đã tới cái mức ấn định rồi tại vì mỗi thẻ tín dụng nó nó sẽ có cái con số ấn định các bạn sử dụng maximum bao nhiêu mà thôi và các bạn thấy được là thống kê một trong bảy người đã max out rồi đây là cái phần trăm cao nhất trong cái thống kê này kể từ khi mà có đại dịch năm 2020 đến bây giờ và chúng ta nói tới cái thế hệ kế tiếp đi đó chính là millennials là cái thế hệ của thuận đó các bạn và tôi nghĩ là nhiều bạn đang xem kênh này là trong cái thế hệ millennials như là các bạn sinh năm từ 1981 tới năm 1996 thì hiện bây giờ các bạn đâu đó là khoảng chừng 28 tới 43 tuổi thì những bạn trong thế hệ này đó theo thống kê cho thấy được liên quan đến thẻ tín dụng là 12% các bạn 12% của cái số người trong thế hệ này ở Hoa Kỳ thống kê đã sử dụng 90% hoặc là hơn tổng số tiền cho thẻ tín dụng có nghĩa là cái mức cao nhất là bao nhiêu thì đã sử dụng 90% hoặc là hơn rồi đó là 12% của thế hệ Millennials và đây là cái thế hệ mà cũng đầu tư crypto nhiều các bạn thường nó cái sự quan tâm đến crypto nhiều nhất là cái thế hệ từ 28 đến 43 và đáng tiếc các bạn thấy được là cái thế hệ mà sử dụng nhiều thẻ tín dụng có nghĩa là nợ nhiều đó là cái thế hệ Gen Z là từ 12 tới 27 tuổi và cũng là cái thế hệ mà sắp sửa ra trường các bạn thường nó ra trường ở Hoa Kỳ là khoảng chừng 24 tuổi 25 tuổi cỡ đó và cũng cái thế hệ này là thế hệ mà cũng không quan tâm nhiều đến tài chính đâu cho nên các bạn mới thấy được là trong cái đoạn clip ngắn thường chia sẻ gần đây đó có một người đã đọc bài diễn văn liên quan tới khôi trong cái lễ ra trường của trường đại học Ohio State thì các bạn thấy được lúc đó đã có rất nhiều những cái sinh viên la ó và chơi bài tại vì trên căn bản họ cũng không quan tâm đến tài chính hay là muốn tìm hiểu về Bitcoin đâu nhưng mà đáng tiếc đó chính là cái thế hệ lại nợ thẻ tín dụng rất là nhiều và đối với lại Gen Z đó thì cái thế hệ mà từ 12 tới 27 tuổi thẻ tín dụng thường có cái điểm cao nhất có thể sử dụng là 4.500 đô và cái thế hệ millennial xây cơ thuận mà nhiều bạn đó thì có thể sử dụng cao nhất trung bình là khoảng 16.300 đô và các bạn nhìn thấy được là Gen X ngay cả những người mà lớn tuổi hơn có nghĩa là sinh năm 1965 tới năm 980 thì uh, cái lứa tuổi là khoảng từ 44 tới 59 uh, thì cũng nợ thẻ tín dụng các bạn khoảng chừng 10% là đã nợ thẻ tín dụng ở cái mức cao nhất rồi và trung bình uh, trong thế hệ Gen X là cái thẻ tín dụng là trung bình đâu đó là khoảng 24 800 đô thì tôi nói nãy giờ đó có ý nghĩa gì các bạn các bạn nhìn thấy được là nếu chúng ta tính tất cả những cái này lại thì bây giờ đã ước tính ở Hoa Kỳ nợ thẻ tín dụng đã lên tới cái mức kỷ lục rồi là kỷ lục như thế nào các bạn là khoảng 1.12

nghìn tỷ đô la các bạn nợ thẻ tín dụng còn cao hơn lúc mà coi đại dịch nữa cao hơn rất là nhiều luôn nghĩa là gì có nghĩa là khi mà chúng ta thấy cái tình hình là lạm phát đang cao rồi nền kinh tế đang chậm lại thất nghiệp cũng có và chúng ta cũng thấy được là lương nó thì không tăng bao nhiêu dẫn đến là người dân để họ tiếp tục cuộc sống của họ thì họ đã lắp vào cái lỗ trống đó bằng cách là sử dụng thẻ tín dụng và thẻ tín dụng bây giờ nợ rất là cao và lãi suất lại cao các bạn tại vì lãi suất fed đang rất là cao luôn Thuần những cái này đó không phải là giống như là một số người họ chia sẻ để họ gây cái sự hoang mang trên thị trường rất nhiều người đã kêu gọi là sẽ có suy thoái tài chính hay là kêu gọi sẽ có bong bóng vỡ hay gì đó nhiều năm rồi các bạn từ trong như là 10 năm qua thì rất nhiều người đã kêu gọi như vậy thôi nữa thì chia sẻ để các bạn nắm thêm một cái góc nhìn mà thôi và cái cốt lõi bây giờ đó là các bạn nhìn thấy được là cái áp lực đối với lại Fed rất là lớn liên quan tới lãi suất liên quan đến tình hình nền kinh tế bây giờ đã phải di chuyển như thế nào tại vì đó chúng ta có thể nhìn những chỉ số GDP tuy đã chậm lại nhưng mà chúng ta vẫn thấy uh, nền kinh tế vẫn phát triển nhưng mà chậm lại nhưng mà sự thật đó, khi chúng ta nhìn vào những con số liên quan đến cái số lượng nợ thẻ tín dụng cái số lượng nợ tiền đi học lãi suất là bao nhiêu và nhiều những yếu tố khác như là liên quan đến mức động sản thương mại thì cái áp lực đối với là fed uh, ngày lại càng tăng lên các bạn ở bề mặt đó, thì các bạn hay nhìn thấy là tình hình kinh tế tuy đã chậm lại nhưng mà vẫn có sự tăng trưởng khi chúng ta nhìn vào chỉ số GDP ở hoa kỳ nhưng mà nếu như mà fed không cẩn thận đứng trước những cái thông tin này thật sự rất khó để Fed có thể tiếp tục cứng rắn và nói là sẽ tiếp tục để lạm phát cho dù là trả bất cứ giá nào thì làm phát phải trở về 2% và Fed sẽ không lùi bước cho đến khi nào đạt được mục đích đó như là đã từng nói trước đây. Gần đây các bạn nhìn thấy giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất là nhiều rồi tại vì có rất nhiều những cái tin tức như thế này. Đó là một cái cảnh báo các bạn nếu như cứ tiếp tục mà không nghĩ đến việc giảm lãi suất thì hậu quả sẽ rất là khó lường. Và hôm nay đó thì chúng ta thấy được là GameStop tiếp tục giảm giảm 30% ngày hôm nay. Sau khi đóng cửa thì tăng trở lại là 3.18% nhưng mà hôm nay GameStop lại tiếp tục giảm khá là cao đó. Chúng ta nhìn thấy được là sau khi có cái sự tăng trưởng liên tục hai ngày thì hai ngày qua đã giảm ngược trở xuống, vẫn tăng so với trước khi mà có cái thông tin liên quan tới Ron mà rất rõ ràng đã Trả trở về rất là sâu rồi các bạn Nhìn thấy được là cái mức cao đó là 63 đô 56 cent Bây giờ chỉ có 28 đô 55 cent mà thôi Và EMC thì cũng tương tự Chúng ta nhìn thấy hôm nay đã, đã giảm 15.33% Sau khi kết thúc thì tăng 5.6% Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là So với cái mức đỉnh á là lúc đó là khoảng 11 đô 48 cent thì cũng đã trả về rất là nhiều rồi thì cái phong trào meme stock kỳ này nó tăng nhanh mà cũng giảm rất là nhanh các bạn, không giống như là năm 2021 khi mà chúng ta có cái phong trào này đã kéo dài tới mấy tuần luôn có thể là tại vì mọi người rất là hào hứng khi mà Ron Kitty đã trở lại Twitter nhưng mà sau đó lại không nghe bất cứ thông tin gì hết các bạn, ngoại trừ là đăng rất nhiều meme mà thôi, và thậm chí những cái meme mà gần đây đăng lên nó cũng không liên quan gì đến đầu tư luôn các bạn, cho nên nhiều người cũng tiếp tục đặt câu hỏi là có thật sự là Ron Kitty đã trở về hay là không và nếu như mà thật sự như vậy đó thì cũng không hẳn là Ron Kitty sẽ ủng hộ GameStop MC các bạn có thể là một cái chứng khoán nào khác không ai biết được nói chung đó, thì sau khi mà tăng cao lên cũng đã có rất nhiều người chốt lời các bạn dẫn đến giá cả đã giảm xuống về Bitcoin ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là đúng là đã có một cái sự giảm xuống hồi sáng này khoảng một phần trăm ở cái mức thấp đó là 64.596 đô nhưng mà sau đó cũng đã hồi phục trở lại các bạn ngay bây giờ đó thì chúng ta đã ở mức là 65.780 thì cũng không khác nhiều so với ngày hôm qua đâu các bạn có thể nhìn thấy được là giá của BTC ngày hôm qua tới bây giờ đó thì khác nhau khoảng chừng là 0.3 phần trăm mà thôi dựa theo con cái cổ và chúng ta nhìn thấy được là tổng số vốn hóa ngày hôm nay thì giảm 0.7% nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin đây thì không giảm bao nhiêu cũng tương tự ngày hôm qua nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái altcoin cũng giảm nhiều hơn nói chung hôm nay đây các bạn nhìn thấy được chúng ta cũng có nhiều màu đỏ hơn là màu xanh ở trên thị trường nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái thông tin nhất là liên quan tới đồng liên thường chia sẻ với các bạn một lát nữa nhưng mà các bạn thấy được là có một cái thông tin được chia sẻ bởi JP Morgan các bạn thì ngân hàng JP Morgan không biết họ dùng cách nào nhưng mà họ đã ước tính là cái chi phí đào Bitcoin sau khi halving ngay thời điểm bây giờ là đâu đó khoảng chừng 42 tới 45 ngàn đô và Mức giá hiện tại là 65 66 000 thì nghĩa là những công ty đào rồi họ vẫn đang có lời. Đó là một trong những cái trường hợp coi như cứ hiếm hoi đó các bạn. Tại vì các bạn đã nhớ là những cái đợt halving trước đây đó thì cái giá lúc mà halving thì đâu đó khoảng chừng phân nửa cái đỉnh trước đó mà thôi. Giống như là cái đợt halving năm 2020 đó thì cái mức giá khoảng chừng là 9 000 thôi các bạn, khoảng chừng là phân nửa cái đỉnh trước đó là khoảng chừng 20 000 Và nếu như chúng ta nhìn vào những cái chu kỳ trước đó thì cũng như vậy. Nhưng mà cái chu kỳ này đó thì chúng ta lại có cái đỉnh mới trước khi mà có Bitcoin halving và cái yếu tố lớn thúc đẩy đó chính là liên quan tới dòng tiền của Bitcoin Spot ETF và thủ biết là chúng ta có mấy ngày liên tục dòng tiền Bitcoin Spot ETF là dòng tiền dương nhưng mà nhiều bạn đó thì cũng nói là nếu như có dòng tiền dương tại sao hôm nay giá không tăng nữa trong khi hôm qua có dòng tiền dương rất là lớn thì để chia sẻ thêm một lần nữa với các bạn tại vì tất cả nó cần thời gian và chúng ta không thể so sánh từ ngày một cái mà chúng ta quan tâm đó chính là một chuỗi ngày liên tục có dòng tiền dương dẫn đến sức ép trên sàn OTC dẫn đến ảnh hưởng tới giá trên sàn spot thường cho chia sẽ chia sẻ cái thông tin liên quan tới Bitcoin spot ETF ngày hôm nay một lát nữa nhưng mà các bạn có thể thấy được là cũng có nhiều bạn bắt đầu là cảm thấy à, coi như là không có con kiên nhẫn nữa nói là gì thì khi nào mới pump sau khi có Bitcoin haven rồi thì giá cũng như vậy trong khi mà chúng ta đã nói rất là nhiều rồi các bạn lịch sử cho thấy là sau khi Bitcoin hạ bình rồi đó, thì giá hoàn toàn có thể là không có phản ứng thậm chí là có thể lên chút xíu rồi xuống trong một thời gian dài 6-8 tháng trước khi mà chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin đào ra giảm đi phân nửa nó bắt đầu ảnh hưởng đến thị trường các bạn khi mà cái nguồn cung mới bị giảm đi phân nửa nó cần thời gian để có thể thấm vào trong thị trường thì các bạn thấy được là khi nào thì giá mới pump thì khi mà nhiều người bắt đầu hỏi ai cũng nghĩ giá Bitcoin sẽ pump sau halving Có khi nào lần này sẽ khác thì đó chính là lúc mà Bitcoin pump nè các bạn nhưng mà nào mà ở thị trường này một thời gian thì sao biết Bitcoin luôn làm chúng ta bất ngờ. Khi mà các bạn nhớ đến những cái đợt mà tăng trưởng nhanh đó giống như là thời gian gần đây sau khi mà có Bitcoin Spot ETF thì giá đã tăng trưởng lên rất là nhanh, cực kỳ lẹ luôn các bạn. Và chúng ta đã nhớ là năm ngoái đó khi mà có cái thông tin liên quan đến ngân hàng bị sụp đổ, Bitcoin cũng tăng rất là nhanh luôn. Và chúng ta cũng thấy được là trước đó nữa đó là cái thời điểm của tháng 11 năm 2022 Bitcoin đã giảm rất là nhanh. Nói chung đó thì ở tất cả những cái giai đoạn đó cho dù là tăng nhanh hay giảm nhanh đó, thì mọi người đều có cùng một cảm giác đó chính là bất ngờ Bitcoin lúc nào cũng cho chúng ta nhiều bất ngờ hết các bạn Nhưng mà khi các bạn zoom ra đó thì các bạn thấy được là cho tới bây giờ thì mọi thứ đó vẫn đi Như là những chu kỳ trước đây mà thôi các bạn chỉ là chúng ta đi nhanh hơn dự kiến thôi Chúng ta đã có cái định mới rồi trong khi mà thường đó là sau hai bình khoảng chừng 6 đến 8 tháng chúng ta mới có cái định mới Có nghĩa là hai bình năm nay đó là vào tháng 4 thì chúng ta có thể phải đợi tới tháng 10 Nhưng mà vì dòng tiền của Bitcoin Spot ETF đã khiến cho chúng ta có định mới trước khi hai bình luôn các bạn là vì chúng ta đã có Bitcoin Spot ETF một yếu tố mà chúng ta đã không có trước đây các bạn một yếu tố rất là lớn và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những tin tức lớn đi các bạn nhìn thấy được là sàn giao dịch CME dự định ra mắt giao dịch Bitcoin Spot đây là cái sàn dành cho những tổ chức đầu tư lớn tại Hoa Kỳ thì sàn CME này là một sàn mà họ cung cấp cái dịch vụ liên quan tới giao dịch futures các bạn và cái volume cũng rất là lớn nhiều khi cái volume trade futures còn lớn hơn cả Binance nữa và chắc chắn là lớn nhất của Hoa Kỳ rồi thì các bạn thấy được là đây là một sàn mà họ kiếm rất là nhiều tiền trong bao nhiêu năm qua họ cho những cái khách hàng của họ giao dịch futures bitcoin và ethereum và họ cũng không cần phải tự lưu trữ bitcoin hay ether các bạn cho nên đây là một cách mà rất là đơn giản tất cả những hợp đồng của họ đều quy ra tiền mặt hết nhưng mà bây giờ đã có bitcoin smart etf rồi các bạn nhìn thấy được là rất rõ ràng nhiều tổ chức đầu tư họ muốn tiếp cận với lại bitcoin thật sự chứ không hẳn là họ chỉ muốn future đâu cho nên các bạn nhìn thấy được là bây giờ đã sàn cme để có thể cạnh tranh thì họ đang dự định ra mắt sàn spot cho bạn để cho những khách hàng của họ có thể giao dịch và cái sàn này là một sàn mà không phải là thuận hay là các bạn có thể là đăng ký được đầu thường sàn này chỉ dành cho những tổ chức đầu tư mà thôi cho những cá voi lớn ở trên full wall sử dụng các bạn nhưng mà cái sàn này đó khi mà ra mắt rồi thì lại có thể ảnh hưởng đến một sàn khác các bạn thấy được là hôm nay đó chỉ vì cái thông tin liên quan đến CME có dự định ra mắt cho dịch Bitcoin Spot chúng ta nhìn thấy cổ phiếu của sàn Coinbase đã giảm gần như là 10% các bạn. Lý do tại sao thì cũng đơn giản thôi tại vì một số nhà đầu tư nghĩ là nếu như mà sàn CME có giao dịch Bitcoin Smart thì sẽ thu hút được rất là nhiều những cái trader lớn sử dụng sàn CME. Sàn Coinbase đó, tuy là các bạn có thể đăng ký sử dụng như là thuần nhưng mà trên căn bản đó, sàn Coinbase cũng có một cái dịch vụ riêng dành cho những tổ chức đầu tư lớn. Các bạn thấy được là những cái quỹ Bitcoin Smart ETF, những cái tổ chức đầu tư đó thì họ sẽ thu mua thông qua sàn Coinbase và Coinbase cũng có một cái sàn OTC rất là lớn các bạn. Đó cũng là nơi mà những cái công ty như là MicroStrategy thu mua. Thì bây giờ đó nhiều nhà đầu tư lo lắng là sàn CME thì có tiếng tâm quá lớn Khi mà ra mắt Bitcoin Spot rồi Thì sẽ lấy đi một phần giao dịch trên sàn Coinbase Nhưng mà cạnh tranh là tốt các bạn Chúng ta có thêm một cái cánh cửa để mà chào đón thì sẽ tốt Và đương nhiên chúng ta không muốn nhiều vị đầu tư chỉ giao dịch futures Chúng ta muốn họ lưu trữ Spot các bạn Cái đó nó tốt hơn cho cái giá cả và thị trường này dài hạn Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin đã bật trong video ngày hôm nay đó, Thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ Đó chính là sàn 4E cùng với một sự kiện Đó chính là Veron về Việt Nam bạn nào mà là fan của bóng đá ngoại hạng Anh thì chắc hẳn đã sẽ biết về cựu tiền vệ huyền thoại tuyển Argentina Sebastian Juan Verón. Tháng 5 này đó thì Verón sẽ có mặt tại Việt Nam giao lưu cùng người hâm mộ trong một cái sự kiện đặc biệt. Đồng hành cùng phố y trong chuỗi chương trình sứ mệnh Việt Nam. Bạn có thể tham gia để có cơ hội được trò chuyện và nhận áo có chữ ký của danh thủ huyền thoại này. Chương trình sẽ được tổ chức tại Sài Gòn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5 tới đây. Cách thức đăng ký tham gia thì cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần đăng ký tại app theo link của 4E và đăng ký thông tin tham gia tại LU.MA bên dưới. Ngoài ra đó bạn cũng có thể tham gia mini game trúng thưởng áo của chữ ký của veron tại fanpage và cộng đồng chính thức của 4E Việt Nam. Sau khi mini game kết thúc đó, 4E sẽ trực tiếp nhắn tin riêng cho những anh em nào mà đã may mắn nhất trong chuỗi chương trình Fine Tune Your Fortune kiến tạo tương lai và tài chính vững chắc của sàn giao dịch 4E. Tổ chức ngoài Veron còn có các chuyên gia đầu tư đầu ngành như là nguyên giám đốc marketing tập đoàn Vingroup, CEO The Sandbox tại Malaysia và Singapore, CEO của 4E và hàng loạt các tên tuổi khác trong blockchain. Đặc biệt là sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ So Hoàng Sơn với những bạn hít đình đám và giao lưu cùng người hâm mộ. Ngoài ra dịp này 4 cũng có những chương trình bonus hấp dẫn 100% cho cả crypto và cuộc thi giao dịch xe giải thưởng đến một ký vàng. Nhưng mà nào mà quan tâm thì những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này ở phần mô tả. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video nhà nay sàn FOI và chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video này. Và các bạn thấy được là một công ty khác nữa đó chính là MicroStrategy. Thì hôm nay đó tuy là họ không mua thêm Bitcoin nào nhưng mà hôm nay đã có một cái sự kiện lớn là cổ phiếu của MicroStrategy đã được thêm vào MSCI World Index các bạn. Sau khi mà cổ phiếu của MicroStrategy đã vượt trội hơn so với Bitcoin và nhiều khoản đầu tư lớn khác kể từ đầu năm thì cổ phiếu MicroStrategy đã tăng 105.44% rồi các bạn. Cái sự tăng trưởng rất là kinh khủng. Có thể là có nhiều người chỉ trích gì là cái chiến lược này không bền vững hay gì đó cũng như là nhiều người chỉ trích Bitcoin nói Bitcoin không có giá trị gì đó các bạn cái đó đó là cái quan điểm cá nhân của họ mà thôi nhưng mà về quan điểm đầu tư đó thì rất là khó để một ai đó có thể làm lờ khi mà một cổ phiếu có thể tăng như thế này các bạn và không phải là chỉ một tháng hai tháng mà có thể tăng liên tục trong vòng bao nhiêu năm qua như thế này và đối với Bitcoin đây thì mình nhận được là một tài sản tuy là có cái sự dao động nhưng mà rất khó để mà làm ngơ khi mà mỗi 4 năm chúng ta thấy cái sự tăng trưởng giá cả như thế nào rồi giá bây giờ là 65.000 đô các bạn các bạn trả trở về cách đây 4 năm đi lúc đó thì sao các bạn lúc đó thì giá chỉ có khoảng chừng là 9.000 đô mà thôi cho các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của Bitcoin và cổ phiếu MicroStrategy như thế nào rồi Cho nên rất là khó để cho những cái tổ chức đầu tư họ làm ngơ với sự tăng trưởng như thế này Tại vì những tổ chức đầu tư, những công ty quản lý đầu tư đó thì họ có trách nhiệm phải tìm được những mảng đầu tư mang đến lợi nhuận tốt cho khách hàng của họ Cho dù là họ có đồng ý với lại cái mảng đầu tư đó hay là không Họ vẫn có trách nhiệm đi tìm cách nào đó để kiếm được lợi nhuận cho khách hàng của mình Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy được là có rất nhiều những quỹ đầu tư Họ thu mua Bitcoin Smart ETF là như vậy Và các bạn nhìn thấy được là cái MSCI World Index này đó là một cái chỉ số chứng khoán toàn cầu do công ty MSCI quản lý thì trong đây đó bao gồm cổ phiếu của các công ty lớn từ 23 thị trường phát triển như là Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp và nhiều quốc gia khác. Chỉ số này đã giúp nhà đầu tư theo dõi dữ liệu và hiệu suất của những công ty hàng đầu trên toàn thế giới và tạo cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách hiệu quả. Thì nó tóm lại là như thế nào các bạn thì dễ hiểu thôi. Đây là một cái chỉ số giống như chúng ta nói tới là chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500, chỉ số Nasdaq hàng ngày. Thì đây là một cái chỉ số các bạn trong đó họ có nhiều những cái công ty khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái quỹ đầu tư đó thì họ sẽ dựa vào những chỉ số này thì thay vì là các bạn đầu tư vào cổ phiếu này cổ phiếu kia thì các bạn nói là tôi không có thời gian nhưng mà tôi biết là trong thời gian dài đó thì những cái chứng khoán nó sẽ tăng theo thời gian nhưng mà tôi không muốn lựa chọn từng cổ phiếu một tôi sẽ đầu tư cả một chỉ số luôn trong đó có bao nhiêu hàng trăm công ty đó thì cũng được nhưng mà tôi chỉ muốn có một cái sự tăng trưởng trung bình của những công ty đó mà thôi không cần phải vượt trội bởi một công ty nào hết chỉ cần là có sự tăng trưởng dài hạn và có sự đa dạng hóa và quản lý rủi ro được thì đó là cái mà tôi muốn làm cho nên họ mới đầu tư vào những cái chỉ số này thì cũng tương tự các bạn thông tin chúng ta vừa nói đến liên quan tới MSCI thì đây cũng là một chỉ số trong đó có nhiều công ty khác nhau thì các bạn có thể nhìn thấy được là có tổng cộng rất nhiều quỹ đang sử dụng cái chỉ số này. Tổng cộng nó dựa theo trang báo chính thức của MSCI là có 15.6 nghìn tỷ đô la những quỹ đầu tư đang đa dạng hóa vào cái chỉ số MSCI này. Bởi đương nhiên trong đây có rất nhiều những cổ phiếu Nhưng mà cái lợi thế đó khi mà một công ty được add vào trong chỉ số này Thì khi mà một ai đó mua chỉ số này Thì họ cũng không biết trong đó có những công ty nào đó các bạn Họ cũng không quan tâm Tại vì họ chỉ quan tâm đến là hỗn hợp tất cả Thì họ lợi nhuận bao nhiêu hàng năm mà thôi Chứ họ không quan tâm đến từng công ty một Nhưng mà cái hiệu ứng với công ty thì rất là tốt Tại vì khi mà một ai đó đi mua cái chỉ số này Thì một phần tiền đó sẽ được phân bổ vào Strategy thì khi mà được add vào những cái quỹ này đó, thì sẽ có một cái nguồn tiền liên tục có thu mua cổ phiếu của mình nhiều hay ít thì tùy theo tình hình của thị trường các bạn nhưng mà về dài hạn đó thì những chỉ số này ngày lại càng có thêm nhiều tiền quản lý đó là cái điều tốt đối với Strategy các bạn và đương nhiên tốt cho MicroStrategy thì tốt cho Bitcoin tại vì các bạn thấy được là Strategy thường họ sẽ bán cổ phiếu và sau đó mua Bitcoin chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới tin tức lớn ở quốc hội ngày hôm nay thì hồi sáng nay đã, cuộc chiến đã diễn ra tại thượng viện các bạn đó chính là cuộc chiến liên quan đến cái à, dự luật bãi bỏ quy định SAP 121 của SEC và chúng ta nhìn thấy được trên màn hình thì có hai người thứ nhất là thượng nghị sĩ Cynthia một những người mà cực kỳ ủng hộ crypto và ở bên này đó đó chính là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren các bạn một những người mà cực kỳ ghét crypto thì hai người đã cùng nhau tranh luận ở thượng viện các bạn và thượng nghị sĩ Cynthia thì kêu gọi thượng viện bỏ phiếu yes cho dự luật cho phép các công ty tài chính lưu trữ bitcoin và crypto bà cũng tuyên bố đó, nơi an toàn nhất cho tài sản kỹ thuật số là trong ví tự quản như là cái ví các bạn tự lưu trữ khóa cá nhân trong khi đó đó thì thượng nghị sĩ Elizabeth Warren kêu gọi thượng viện bỏ phiếu no thì các bạn đã biết là dự luật vô hiệu hóa quy định sát 121 của SEC đó sẽ được bỏ phiếu từ thượng viện tại vì cái dự luật này đã được thông qua ở hạ viện rồi thì các bạn thấy được là cuối cùng cuộc bỏ phiếu cũng đã xảy ra và kết quả rất là tốt các bạn cũng giống như là ở hạ viện chúng ta cũng đã có cái sự thông qua tổng cộng là có 60 phiếu dây và 38 phiếu này có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được là ở thượng viện thì sẽ có 100 nghị sĩ mà chúng ta nhìn thấy được là 60 đã ủng hộ để bãi bỏ cái quy định SAP 121 của SEC rồi. Quy định này Thùng cũng đã từng chia sẻ nhiều lần với các bạn rồi. Nói chung đó, bãi bỏ quy định này là tốt, có thể giúp cho những ngân hàng có thể lưu trữ crypto cho khách hàng thì bây giờ bước kế tiếp như thế nào các bạn? Bây giờ dự luật này được thông qua ở Hạ viện rồi Thượng viện thì bước kế tiếp chính là phải gửi đến cho Tổng thống Joe Biden ký. Trước đây đây chúng ta cũng đã biết là Tổng thống Joe Biden cũng đã đưa ra một cái văn bản nói là ông sẽ không ký cho dù được thông qua bộ Quốc hội. Nhưng mà cái đó là tuần trước đó các bạn, trước khi mà các bạn nhìn thấy là cựu Tổng thống Donald Trump, người mà đứng ra ứng cử đi đối đầu với ông trong tháng 11 này thì đã lên tiếng cực kỳ ủng hộ crypto. Thì bây giờ đó với cái thông tin này thì Tổng thống Joe Biden có thay đổi quyết định hay là không? Ông có muốn tiếp tục làm phật lòng những người crypto holder ở Hoa Kỳ để có thể nguy cơ đến tháng 11 này khi mà mọi người đi bỏ phiếu? Không biết các bạn, bây giờ đây dự định này sẽ được chuyển đến à, trước mặt của Tổng thống Joe Biden thì ông có ký hay không? Lúc đó chúng ta mới biết. Nếu như mà ông không ký đó thì rất rõ ràng rồi các bạn. Tại vì nếu ông không ký thì ông đã đưa ra quyết định của mình rồi là ông ủng hộ SEC đàn áp thị trường crypto này. Có rất nhiều bạn thắc mắc là chúng ta bỏ quá nhiều công sức để có thể thông qua được ở hạ viện rồi thượng viện thì bây giờ tổng thống không ký thì không lẽ là không giả tràng không phải đâu các bạn tổng thống đó thì có quyền hạn khác và là quốc hội cũng như là chúng ta thấy được ở tòa án có thể hiểu đơn giản như thế này ở quốc hội đó thì họ có thể có quyền đưa ra dự luật các bạn họ có thể đề xuất dự luật và bỏ phiếu dự luật nào tùy theo là họ muốn còn về bên tổng thống đó thì không thể đưa ra dự luật. Cho dù là cần gì đi nữa đó thì cũng phải chờ quốc hội bỏ phiếu. Nếu như quốc hội không muốn bỏ phiếu thì cũng không thể nào mà tổng thống ký thành luật được. Nhưng mà ngược lại có một dự luật nào đó mà tổng thống không đồng ý đó thì có thể là phủ quyết các bạn như là không ký thì sẽ không thành luật nghĩa là veto. Thì có thể hiểu đơn giản như thế này mỗi bên sẽ có một cái quyền lực khác nhau giống như là hai bên sẽ dằn co với nhau các bạn trong trường hợp mà tổng thống nó cương quyết không muốn ký dự luật nào đó thì ở bên quốc hội cũng có thể ra quyết định là sẽ không có bỏ phiếu cho một cái dự luật nào đó mà tổng thống đang cần và ở bên tòa án đó, thì lại là một quyền lực khác các bạn tòa án được quyền quyết định là cái luật này sẽ áp dụng như thế nào cho một trường hợp cụ thể nhưng mà trong cái trường hợp là bây giờ đó tổng thống Joe Biden không muốn ký cái dự luật này thì ra sao các bạn nếu như mà tổng thống phủ quyết dự luật thì dự luật sẽ được gửi lại quốc hội kèm theo một di chú liệt kê các lý do tại sao mà tổng thống không muốn ký. Thì quốc hội đó có thể vượt qua phủ quyết bằng một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ là 2 phần 3 số thành viên có mặt. Thì các bạn đã biết là khi mà được thông qua lần đầu tiên đó, thì chỉ cần là hơn phân nửa mà thôi. Ở thường viện và hạ viện chỉ cần cái số phiếu hơn phần nửa thì sẽ được thông qua. Nhưng mà nếu như mà cái luật đó bị phủ quyết đó, Thì các bạn thì được là cái dự luật đó Nó sẽ trở về quốc hội Và lần này phải cần cái phần trăm cao hơn là 2 phần 3 Nó sẽ khó khăn hơn một chút Nhưng mà cũng có thể làm được các bạn nếu như mà thành công có được 2 phần 3 cái tỷ lệ bỏ phiếu ở thường viên và hạ viện đó, thì cái dự luật này vẫn sẽ trở thành luật cho dù có chữ ký của tổng thống hay là không đó chính là cái bước kế tiếp nhưng mà chúng ta bây giờ hãy chờ xem coi tổng thống Joe Biden có ký hay không các bạn dự luật này đó tuy nó không phải là lớn lao lắm các bạn đương nhiên nó có cái sự ảnh hưởng liên quan đến những ngân hàng đối với ngân hàng thì rất là quan trọng tại vì ngân hàng họ muốn có thể lưu trữ những cái crypto đó là một cách họ kiếm tiền nhưng mà đối với chúng ta thì cũng không phải là quan trọng lắm đâu tại vì thường cũng đâu có gửi crypto cho ngân hàng đâu nhưng mà nó lại mang ý nghĩa khác đó chính là đây là một cái dự luật liên quan đến crypto và tuy đây không phải là một cái dự luật mà ảnh hưởng tới tương lai của crypto mãi mãi hay gì hết các bạn nhưng mà nó là một dự luật mà tổng thống Joe Biden có thể đưa ra quyết định là ủng hộ hay là không ủng hộ crypto. Trước đây đây thì ông cũng nói mà nói chung chung mà thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc ông đưa ra hành động là ủng hộ hay là không nó sẽ rất rõ ràng. Tùy theo đó ông quyết định như thế nào các bạn. Và ở Hoa Kỳ đó có rất là nhiều người lưu trữ crypto. Cái số lượng không hề nhỏ đâu các bạn và rất là nhiều người đó đối với họ có thể họ không quan tâm đến chính trị xưa đến giờ nhưng mà họ lại rất quan tâm đến crypto cho nên trong cuộc bầu cử này đó họ sẽ xuất hiện chỉ vì họ muốn bảo vệ quyền lợi của họ trong thì crypto mà thôi và các bạn thấy được là có nhiều người nói là bây giờ có nhiều nghị sĩ đó thì đương nhiên lý do tại sao mà nhiều nghị sĩ họ đứng ra để mà ủng hộ cái dự luật này tại vì họ có tiền đến từ ngân hàng các bạn ngân hàng là một trong những cái đơn vị mà quyên góp rất là nhiều cho nên nhiều nghị sĩ đó vì ngân hàng vì để mà bảo vệ quyền lợi của họ cho nên họ mới đứng ra để mà thúc đẩy cái dự luật này nhưng mà nó không tốt cho crypto các bạn tới cuối cùng đó, thì tôi đã từng chia sẻ cái thị trường mà chỉ được gây dựng trên hai chữ đó chính là lợi ích từ một thị trường mà sẽ bền vững đối với thuần và crypto và chúng ta nói bitcoin nói riêng nên là một thị trường như vậy chúng ta nói tới bitcoin đó thì tất cả mọi người đến với bitcoin chỉ vì hai chữ lợi ích mà thôi các bạn chúng ta quan tâm đến bitcoin tại vì lợi ích Chúng ta tham gia vào đào Bitcoin cũng vì lợi ích. Chúng ta tham gia vào để mà lưu trữ sổ cái Bitcoin cũng vì lợi ích. Chúng ta tham gia vào để mà thúc đẩy luật của Bitcoin cũng vì lợi ích. Và thôi các bạn, chúng ta nhìn thấy được là rất nhiều những cái nghị sĩ đã lớn tiêu ủng hộ. Như là các bạn nhìn thấy được là Ted Cruz. Thì thường nghị sĩ Ted Cruz ngày hôm nay cũng đã nói là ông muốn Texas trở thành một cây nôi phát triển của Bitcoin và crypto và các bạn nhìn thấy được là ngay sau đó đó thì thường nghị sĩ Cynthia Lumis của tiểu bang mình thì nói là uh, tôi muốn miền trở thành trung tâm của crypto và Bitcoin thì các bạn nhìn thấy được là những người này họ đứng ra ủng hộ tại vì họ có lợi ích riêng nhưng mà cũng không sao cả như được đã chia sẻ miễn là lợi ích còn thì Bitcoin sẽ tiếp tục phát triển mạnh và một thị trường phát triển chỉ dựa vào hai chữ lợi ích sẽ là một cái thị trường phát triển bền vững. Hôm nay đó thì chúng ta cũng có một cái dự luật được đề xuất cũng khá là thú vị các bạn nhưng mà thường nghĩ là không đi đến đâu đâu. Hôm nay đã dân biểu Thomas Massey giới thiệu một cái đạo luật các bạn gọi là đạo luật bãi bỏ hội đồng dự trữ liên bang nghĩa là bãi bỏ Fed thì các bạn kêu gọi bãi bỏ hoàn toàn hội đồng thống đốc và tất cả các ngân hàng dự trữ liên bang Fed trong vòng một năm. Như luật nói là người Hoa Kỳ đã đang chịu đựng lạm phát nghiêm trọng và Fed là nguyên nhân chính fed đã in ra hàng nghìn tỷ đô la và làm mất giá trị đồng đô la nếu như mà chúng ta muốn chấm dứt lạm phát thì chúng ta phải chấm dứt fed thật ra cái này nó cũng là một phần đúng thôi các bạn đúng là fed là người mà in ra tiền nhưng mà các bạn thấy được là họ in ra cho chính phủ hoa kỳ sử dụng <laughs> các bạn thấy được là chi tiêu mới là cái vấn đề ở đây thôi nít thì không có thể nào mà đưa ra giải pháp gì hết các bạn khi thùng sinh ra đó thế giới này nó đã như vậy rồi các bạn khi thùng sinh ra thì đã có phép rồi và làm phát cũng đã có rồi cảm ơn thùng có thể chia sẻ với các bạn là cái hệ thống hoạt động như thế nào để các bạn có thêm thông tin và tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình mà thôi thùng thì tin là làm phát sẽ mãi mãi đồng đô la sẽ liên tục mất giá và chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ sẽ ngày càng tăng lên, sẽ rất là khó để quản lý được. Vì lý do đó, thuận lựa chọn đầu tư và lưu trữ tài sản. Đó là cái suy nghĩ cá nhân của thuận và đó là lần đầu tư của thuận từ xưa đến bây giờ. Thuận đã chia sẻ với các bạn nhiều lần rồi. Và chúng ta bây giờ hãy nói đến phần trăm bị trong có lời đi. Thì hôm qua có sự tăng trưởng thì đương nhiên các bạn đã nhìn thấy được là cái chỉ số này cũng đã tăng vọt lên. Dựa theo tài liệu từ Classno đó, thì các bạn nhìn thấy được là phần trăm có lời đã một lần nữa lên tới mức là 91% ngày hôm qua. Hôm nay ở à, mức là 65.200 đô đó thì các bạn nhìn thấy à, phần trăm có lời đã giảm trở về 89%. Nói chung à, lý do tại sao mà chúng ta thấy tăng nhanh như vậy là tại vì à, chúng ta thấy được giá cả có sự tăng trưởng nhanh mà không có phải là tích lũy từ từ. Giá cả đã tích lũy từ từ khoảng chừng à, được khoảng chừng 2 3 tuần các bạn nhưng mà sau đó lại tăng nhanh ngày hôm qua sau khi mở chỉ số CPI. Nói chung à, nếu các bạn muốn thấy được chỉ số này ngồi lại chúng ta phải có một thời gian dài tích lũy mức nào chúng ta cũng không biết các bạn nhưng mà cũng không có quan trọng đâu cho dù là giá Bitcoin giả sử như lên tới 70.000 đô đi rồi sau đó tích lũy thì cũng được các bạn miễn là tích lũy ở đó một hai tháng thì chỉ số này vẫn sẽ ngồi lại mà thôi nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cơ hội thấy điều đó xảy ra tại vì giá cả đó tích lũy thời gian quá ngắn rồi lại tăng bọt trở lên chúng ta sẽ nói về Bitcoin Spot ETF nhưng mà trước hết thì các bạn thấy được là SEC đang chuẩn bị phân loại Ether là một chứng khoán nhưng mà trong khi đó đó các công tố viên của New York ngày hôm nay lại đưa ra một cái văn bản các bạn trong cái vụ kiện đó thì họ đưa ra một cái văn bản nói Ethereum là một blockchain phi tập trung và không có đơn vị trung tâm nào điều hành mạng lưới Ethereum. Thì điều này đã mâu thuẫn với việc Ether là một chứng khoán vì sẽ không có cơ quan trung tâm nào mà nhà đầu tư phụ thuộc vào để tạo ra những các bạn. Tại vì chính công tố viên ở New York nói Ethereum đó là một cái mạng lưới phi tập trung mà không có một đơn vị trung tâm nào thì nó không phải là chứng khoán được. Cho nên các bạn thấy được là ngay cả SEC và công tố viên ở New York đó cũng đã không có đồng quan điểm rồi. Và thêm vào đó các bạn đã nhớ được là CFTC như là cơ quan quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ thì nói Ether là một hàng hóa các bạn chủ tịch SEC Gary Gensler luôn nói là luật pháp rõ ràng nhưng mà các bạn thấy làm sao có thể rõ ràng được trong khi mà những cơ quan chính phủ thậm chí không thể đồng ý về việc y từ là gì. Nhưng mà không sao các bạn, cái này đó thì sẽ kéo dài một thời gian nhưng mà sẽ tính hồi kết mà thôi tại vì consensus đã kiện SEC ra to và chúng ta bây giờ đã sẽ nghe từ thẩm phán và thẩm phán sẽ phán quyết y tờ là gì nhưng mà sẽ không phải là năm nay đâu các bạn có thể là sẽ kéo dài vào tới năm sau luôn nhưng mà cái này sẽ có ngày chấm dứt mà thôi các bạn và thường không tin y tờ là chứng khoán nhưng mà thôi nghĩ gì không quan trọng SEC nghĩ gì cũng không quan trọng điều quan trọng là thẩm phán nghĩ gì và ngày hôm nay đó chúng ta có thể thấy được cũng là một ngày rất là tốt cho Bitcoin Spot ETF. Các bạn nhìn thấy hôm nay đã kết thúc chúng ta đã có một ngày dương nữa, tổng cộng đã 4 ngày dương liên tục rồi là 257.3 triệu ngày hôm nay. Và chúng ta nhìn thấy cuối cùng đó thì BlackRock cũng đã ra tay rồi các bạn. Sau 3 ngày im lặng hôm nay đó BlackRock đã mua lại 93.7 triệu. Kế đó là Fidelity 67.1 triệu. Kế đó nữa chúng ta được là công ty lớn thứ ba đó là Ark Invest 62 triệu. Nói chung những con số này nó đã bắt đầu nhìn thấy quen quen rồi, giống như là chúng ta đã từng chứng kiến hồi tháng 2, tháng 3 khi mà Bitcoin Spot ETF bắt đầu. Và một lần nữa đó Thuận cảm thấy là cũng có rất nhiều bạn trên mạng xã hội hay hỏi Thuận là tại sao mà hôm qua chúng ta thấy được là dòng tiền dương cũng rất là nhiều mà hôm nay giá cả cũng không có tăng trưởng. Trên căn bản đó chúng ta cũng đã từng nói đến là cái mà quan trọng nhất đó chính là cái dòng tiền dương duy trì một thời gian các bạn. Phải là ngày này bao nhiêu nọ nó sẽ có cái sự tích lũy. Tại vì khi mà chúng ta nói tới dòng tiền Bitcoin Spot ETF đó thì sẽ mua hay là bán trên sàn OTC Như là cái sàn dòng ngoài các bạn nó không ảnh hưởng trực tiếp đối với lại thị trường Spot Nhưng mà nếu như mà cái nguồn cầu quá nhiều mà nguồn cung không đủ đó giống như chúng ta đã từng chứng kiến trong cái thời kỳ tháng 2, tháng 3 đó các bạn đã nhớ là lúc đó ngày nào chúng ta cũng có giống như là một hai trăm triệu đô la mua từ những cái quỹ đầu tư này thì các bạn thấy được là ngày này và ngày nọ đó thì họ sẽ mua hết cái số lượng ở trên cái sàn OTC các bạn và dẫn đến là họ phải mua trên sàn spot và các bạn thấy được kết quả như nào kết quả khiến cho giá tăng vọt lên các bạn từ lúc mà 40.000 đô lên tới 73.000 đô phần lớn cái yếu tố thúc đẩy đó chính là dòng tiền đến từ Bitcoin Spot ETF. Cho nên nếu như cứ tiếp tục như vậy, trong vòng khoảng chừng là 1 2 tuần tới đây thì nó mới bắt đầu ảnh hưởng tới thị trường spot. Bây giờ cũng như là chúng ta thấy cũng là một cái bắt đầu tốt rồi. Chúng ta đã một lần nữa có dòng tiền dương trở lại liên tục 4 ngày và cái số tiền nó ngày càng lớn hơn thì coi như cũng là một điều rất là tốt rồi các bạn chúng ta muốn thấy điều này tiếp tục duy trì trong vòng khoảng chừng 2 tuần nữa thì mỗi ngày các bạn nên biết là cái số lượng mà đào ra được đó, thì đâu đó tính theo mức giá là 36.000 đô thì không tới 30 triệu đô la các bạn mà những con số này thu mua là gấp 10 lần con số đó thì sớm muộn gì đó họ cũng sẽ thu mua hết cái số lượng trên sàn OTC mà thôi. Bây giờ đó thì sàn OTC vẫn còn nhiều các bạn tại vì các bạn thấy được là trong vòng cả tháng qua lực mua không có nhiều cho nên nó cũng tồn động lại trên sàn OTC nhưng mà bây giờ lực mua đã có trở lại thì sớm mua gì họ cũng sẽ bắt đầu là mua hết số lượng trên sàn OTC và cú sốc nguồn cung một lần nữa là xuất hiện và chúng ta đã thấy được lần cuối cùng khi mà có cú sốc nguồn cung đó thì giá cả phản ứng mạnh như thế nào rồi chúng ta cũng có thể sẽ chứng kiến hiện tượng đó miễn là dòng tiền ETF tiếp tục là dòng tiền dương như thế này. Cho nên dòng tiền Bitcoin Spot ETF đó rất là quan trọng. Và chúng ta bây giờ thì hãy nói tới một số những thông tin nhỏ khác mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà kết thúc video này. Thì các bạn cũng đã thấy được là cái hạn chót cho những cái công ty mà báo cáo lưu trữ Bitcoin Spot ETF tại ngày hôm qua thì các bạn thấy là có một công ty lớn khác cũng đã tiết lộ họ nắm giữ số lượng lớn Bitcoin Spot ETF đó chính là Morgan Stanley các bạn Morgan Stanley là công ty đầu tư rất lớn ở Hoa Kỳ và chúng ta thấy được là họ đã thông báo họ lưu trữ là 270 triệu đô la. Bitcoin Spot ETF Trong đó đó phần lớn là họ lưu trữ GBTC các bạn Nghĩa là của Trescale, Một phần nhỏ hơn là của ARK Invest Và các bạn có thể nhìn thấy được là tính cho tới ngày hôm nay đó, Thì chúng ta cũng đã biết những công ty nào lưu trữ nhiều Bitcoin Spot ETF nhất Chúng ta có Millennium Management lưu trữ là 1.8 tỷ đô la USD Bitcoin Spot ETF các bạn Và đây là một trong những công ty quản lý tài sản thay thế có Nghĩa là đầu tư vào những cái mà không phải cổ phiếu hay là trái phiếu Lớn nhất toàn cầu các bạn Và chúng ta có thứ nhì chính là Susquehanna International Group là lưu trữ khoảng chừng là 1.1 tỷ đô la Bitcoin Smart ETF đây là công ty công nghệ giao dịch toàn cầu đứng thứ ba đó chính là Bracebridge Capital là 404 triệu đây là quỹ hedge fund quản lý các quỹ hiến tặng của trường đại học Yale và đại học Princeton và đứng thứ tư đó chính là Bootbay Fund họ lưu trữ khoảng chừng là 303 triệu USD thì các bạn thấy được đây là công ty tổ chức đầu tư và cuối cùng là Morgan Stanley là năm công ty lớn nhất đang lưu trữ Bitcoin Smart ETF hiện bây giờ các bạn thấy được là đúng là bây giờ đã phần lớn Bitcoin Smart ETF đã đang nằm trong tay của những nhà đầu tư riêng lẻ các bạn chỉ khoảng chừng là 7-10% là lưu trữ trong tay những công ty quản lý mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là có nhiều người nói chỉ những cái nhà đầu tư riêng lẻ họ muốn cá cược trên thị trường họ mới mua Bitcoin Spot ETF thì không phải đâu các bạn rất nhiều những công ty quản lý tài sản họ cũng lưu trữ chưa phải là nhiều lắm nhưng mà thuận lì nhìn vào cái góc cạnh nó tích cực hơn chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội tại vì vẫn còn nhiều những công ty mà họ chưa thu mua Bitcoin Spot ETF và họ cũng sẽ thu mua thôi các bạn khi mà giá Bitcoin tiếp tục tăng trưởng đó, thì những công ty còn lại họ cũng sẽ FOMO và thu mua tại vì nếu không họ sẽ không cạnh tranh được với những công ty này và đây đây hey, cũng là điều mà được nói đến bởi Anthony Sa mua ngày hôm nay các bạn. đương nhiên ông là founder của Skybridge Capital. thì Anthony Sa nói là khi bạn thực sự hiểu về Bitcoin, bạn sẽ hướng tới Bitcoin. Tôi biết rất ít người làm điều ngược lại. Thì đó cũng là cái trải nghiệm của Thuần các bạn. Đối với những người mà Thuần biết thì rất ít ai mà sau khi mà tìm hiểu Bitcoin rồi, hiểu về Bitcoin thì nói là bây giờ tôi không tin Bitcoin nữa. Thường thì họ không tin Bitcoin. Nhưng mà sau khi họ tìm hiểu Bitcoin rồi họ có lòng tin vững chắc hơn. Và các bạn thấy được là Anthony Samoji nói là trong thế giới đầu tư, nếu như bạn không mua Bitcoin thì cũng đồng nghĩa là bạn đang short Bitcoin vì các quỹ đầu tư cạnh tranh với bạn đang đa dạng hóa vào loại tài sản này và rất rõ ràng đó là sự thật như thường vừa chia sẻ với các bạn những quỹ lớn đang lưu trữ hiện tại và chúng ta bây giờ hãy nói tới một công ty khác đi các bạn cũng rất là lớn đó chính là công ty Vanguard công ty lớn thứ nhì liên quan đến quản lý đầu tư thì uh, CEO mới của Vanguard đó, đây là một người đã đến từ BlackRock các bạn thì CEO mới này là người mà cũng đã hỗ trợ BlackRock trong quá trình mà có Bitcoin Spot ETF thì nhiều người đã cũng nuôi hy vọng là có thể Vanguard sẽ đề xuất để có cái Bitcoin Spot ETF riêng của họ nhưng mà tôi đã chia sẻ trong video ngày hôm qua đó là khả năng đó thì không phải là không có nhưng mà cũng không cao đâu các bạn cái khả năng mà chúng ta đang trông chờ đó thật ra không phải là Vanguard đề xuất để có Bitcoin Spot ETF mà Vanguard cho phép khách hàng của họ sử dụng nền tảng để mua Bitcoin Spot ETF tại bây giờ các bạn có một cái account trên Vanguard các bạn cũng không thể mua Bitcoin Spot ETF luôn tại vì họ nghĩ là Bitcoin Spot ETF đó không nên có trong nhiệm đầu tư đối với Van Gogh thì CEO mới này đã đáng tiếc thì cũng làm cho một số bạn thất vọng, tại vì ông đã xác nhận là Van Gogh sẽ không để đơn để có Bitcoin spot ETF. Lý do thì cũng đơn giản thôi, ông nói là cũng tương tự như vàng, cái loại tài sản này đã không phù hợp với Van Gogh. Quan điểm Van Gogh rất là thú vị các bạn, à, họ không quan tâm đến vàng và vì lý do họ nghĩ Bitcoin cũng như là vàng họ sẽ không quan tâm. Điều này nó cũng không có gì bất ngờ như là Thượng vừa nói với các bạn mới đây, các bạn thấy được là cái điều quan trọng hơn là người CEO mới này ông có thay đổi quan điểm và cho phép khách hàng của Vanguard rất nhiều khách hàng các bạn có thể tiếp cận được di bịch Spot ETF cho dù không phải được của Vanguard dùng nền tảng của Vanguard chúng ta sẽ phải chờ để biết được và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến Chainlink cũng rất là tốt các bạn Chainlink à, các bạn đã biết là cách đây vài tháng thường đã chia sẻ là Chainlink cùng với lại rất nhiều những cái công ty tài chính lớn trong đó chúng ta có DTCC chúng ta có American Century Investment BNY Mellon Edward Jones Franklin Templeton Invesco JP Morgan NFS Investment Management Mid Atlantic Trust State Street và US Bank thì đây là những công ty mà đã cùng với Chainlink để mà thử nghiệm token hóa tài sản các bạn và kết quả đó thì thấy được là cũng rất là tốt có nhiều tiềm năng và DTCC thấy là có cơ hội để mở rộng phạm vi thử nghiệm hơn thì các bạn thấy được là họ thử nghiệm thông qua cái mạng lưới của Chainlink để kinh hóa những tài sản này như những cái ngân hàng thì đây coi như là một cái thông tin cũng rất là tốt đối với Chainlink các bạn và Chainlink ngày hôm nay đã thường thấy là cũng đã có cái sự tăng trưởng để thường refresh lại xem coi là link ngày hôm nay đã, đã tăng 14% các bạn có thể là vì thông tin này và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Sam Trabuco Thì cuối cùng đó, Sam Trabuco đã lộ diện rồi các bạn Và đã nộp lá thư tham chiếu nhân cách để mà xin giảm án cho Ryan Salami Người sẽ lãnh án vào ngày 28 tháng 5 trong vụ FTX Thì để nhắc lại đó, Sam Trabuco từng là CEO của Alameda Và rời đi ngay trước khi mà công ty sụp đổ thì các bạn đã nhớ là CEO của Alameda nhiều người biết đến đó chính là Caroline Ellison các bạn nhưng mà trên căn bản đó trước đó là Sam Tabuco sau khi mà Sam rời khỏi đó thì trong thời gian mấy tháng đó thì Caroline mới trở thành CEO mà thôi nhưng mà trước đó là Sam Tabuco thì các bạn thấy được là nhiều người cũng đặt câu hỏi là tại sao Sam Tabuco không bị buộc tội gì hết trước rõ ràng là mọi thứ xảy ra ở FTX là dưới cái sự quản lý của sam tubuco tại vì các bạn thấy được là ftx và Alameda là hai công ty mà có quan hệ mật thiết với nhau nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ đó không những là sam tubuco không bị vấn đề gì về pháp lý mà còn viết lá thư cho thẩm phán để mà xin giảm án cho đồng nghiệp cũ của mình tại vì ryan salami người này đó là trước đây hỗ trợ simon free trong việc là kết nối với những cái chính trị gia và cũng đã vi phạm rất là nhiều những cái quy định liên quan tới quyên góp tiền thì bây giờ sẽ phải lãnh án các bạn Và Sam Google đó Thì bây giờ rất rõ ràng Người mà đã cung cấp thông tin cho FBI Ai cũng nói đó là cái sự sụp đổ Của FTX bắt đầu là Nguồn từ là CZ các bạn Sau khi mà ZZ nói là muốn bán hết Cái uh, token FTT trước đây Nhưng mà bây giờ rất rõ ràng là lý do tại sao mà sàn FTX sụp đổ đó là từ Sam thì các bạn sau khi Sam rời khỏi Alameda thì có thể Sam đã đi thẳng tới FBI các bạn để mà tố cáo giao ra bằng chứng chống lại Sam Free để mà đổi lấy cái sự miễn trừ trách nhiệm và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn các bạn đã nhớ là cái tỷ vài tháng đó chúng ta đã biết là Warren Buffett đã nói với lại SEC là cho phép quỹ của Warren Buffett có thể giữ kín cái tên công ty mà đang thu mua hiện bây giờ à, thì các bạn thấy lúc đó đã có nhiều tin đồn là có phải Warren Buffett đang thu mua công ty đạo bitcoin hay gì đó hay là không nhưng mà đáng tiếc không phải các bạn chúng ta thấy được là cái công ty mà Warren Buffett Berkshire Hathaway đã âm thầm thu mua đó chính là công ty bảo hiểm chấp chứ không có phải là công ty MicroStrategy hay là bất cứ một cái công ty liên quan đến Bitcoin nào hết. Đương nhiên các bạn thấy được là trong cái danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway thì họ cũng sở hữu một số lượng không nhỏ cổ phiếu của một công ty ở Brazil có tên là Nubank và Nubank là công ty mà chuyên về crypto các bạn thì họ cũng lưu trữ một công ty mà chuyên về crypto nhưng mà đáng tiếc cái cổ phiếu bí ẩn không phải là liên quan đến crypto các bạn mà là liên quan đến công ty bảo hiểm chấp. yep Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, 4E, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn